Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Sài Gòn Travel nhé. Sáng hôm nay thì kênh Sài Gòn Travel đang có mặt ở bên số 50 phố Hàng Vải quý vị. Tiếp tục chia sẻ với lại quý vị và các bạn những cái món ngon ẩm thực phố phường Hà Nội. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái quán phở. Quán phở này thì rất là nổi tiếng và bán rất là lâu đời ở trên phố Hàng Vải. Quán phở này đặc biệt đó là được gọi là Bắc Hàng Seo với lại các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam hay đến đây ăn và thưởng thức nhé. Thì hôm nay mình ra Hà Nội thì nhân chuyến này thì mình sẽ đi thưởng thức khám phá một số cái quán phở ở Hà Nội, nổi tiếng Hà Nội nữa để chia sẻ gửi đến quý vị và các bạn nhé. Đây, hiện tại thì mình đang đứng ở ngay cái ngã ba Phùng Hưng, phố Phùng Hưng và phố Hàng Vải nhé. Thì đây là quán phở có tên là phở Khôi Hói. Phở Khôi Hói chuyên bò quý vị. Phở chuyên bò. Đây, giờ thì Kinh sẽ vào trong quay chia sẻ quý vị cận cảnh hơn về quán phở của chúng ta nhé. Hôm nay thì Kiên dậy từ rất là sớm, 6 giờ là bắt đầu mình là dậy rồi. Mình dậy thì đi ra cái chỗ mình ở, chỗ khách sạn mình ở, đi ra quán phở Khôi Hói thì rất là gần nhá, nó khoảng có 50 mét thôi. Đấy. Buổi sáng thì trời rất là mát mẻ, lại có một chút mưa phùn. Đấy, hôm nay thì không biết sao, mỗi lần mình ra là Hà Nội đều mát mẻ và mưa. Đấy. Trời rất là đẹp mà. Đây thì quý vị và các bạn thấy là trời đang mưa này không? Sáng nay có một số hạt mưa. Nên là mình nghĩ là ngày hôm nay thì sẽ không nóng nắng nóng như là cái ngày hôm qua mình ra. Ngày hôm qua mình ra thì trời khoảng 37, 38 độ. Đấy. Hôm nay thì chắc có lẽ là nó sẽ mát hơn và mình sẽ đi quay chia sẻ quý vị được những cái món ăn ở Hà Nội mà nó trời nó đẹp này thì quá tuyệt vời. Rồi, giờ thì chúng ta hãy cùng sang quán phở nhá. Ở đây địa chỉ là số 50 Hàng Vải. Đấy, 50 Hàng Vải. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong nha quý vị. Đây, ở ngoài này thì có khách đã ngồi kín chỗ rồi này. Rồi, ở đây thì trong này thì quý vị thấy là đây có một cái nồi nước lèo này. Nồi nước lèo. Có chú bên trong kìa. Bên này thì khách có thể ngồi bên ngoài này nữa này. À. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong, chắc là chú Khôi, chú đang bên trong. Đây, ở đây thì quý vị thấy có bò này, nạm này. Đây, chúng ta vào đây xong hỏi chú. Con chào chú. Đây chú. Chú đang thái thịt rồi chú? Thái nạm hả? Chú là chú Khôi đúng không? À đây, đây chú chủ quán này quý vị. Con đi ra Hà Nội lần này là quyết định phải đi thưởng thức quán của chú đầu tiên, quán phở. Tại vì con xem ở trên thông tin trên mạng á, là biết quán của mình là được gọi là rất là nhiều tuyển thủ Việt Nam với lại là huấn luyện viên Park Hang-seo đấy này đi ăn thường xuyên đúng không chú? Khi nào có dịp về Hà Nội mới vào. À, có nghĩa là cả huấn luyện viên Park Hang-seo với lại các tuyển thủ Việt Nam là có dịp về Hà Nội là vào đây ăn. Đấy. Quán nhà mình là bán được lâu chưa chú nhỉ? Được trên 20 năm rồi. Trên 20 năm rồi. Đây ở cái chỗ này còn có cái chỗ khác thì dạ. Lâu rồi. Ở đây thì nhà mình bán được mấy giờ chú nhỉ? Thường thường là 6 giờ. 6 giờ là bắt đầu là có rồi ha. À, chú bán đến mấy giờ là nghỉ? 9 giờ tối. Là 6 9 giờ tối. 9 giờ tối. À từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Cái này là từ chú mở ra hay là từ thời nào chú? Cả mình và người làm đều cùng cùng mở. Có nghĩa là ngày là chú là từ cái người nhà mở ra chứ không phải là từ thầy ông hay từ như nào? À, đợi tôi thôi. À, đợi chú thôi. Yeah. Ở đây nhà mình có những loại như nào nhỉ chú? Phở như nào? Phở thì chả nhớ lắm nếu mà thực đơn ghi ấy. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Trong thực đơn có. À, trong thực đơn có. Đây là thực đơn đúng quý vị. Cái này là phở
giòn là 45, trái chín là 45, bắp gầu bắp nam là 60, bắp gầu giòn 65, lõi gầu giòn 75, phở lõi là 70, phở đặc biệt là 80, phở xào 60, phở xào mì xào bắp bò là 75, tái lăn áp chảo 60, sốt vang là 60. Ở đây nhà mình phở đặc biệt nhất là cái là gì chú nhỉ? Đặc biệt á. Đặc biệt là cái địa điểm khác, cái khác biệt của quán phở mình so với quán khác á. Đây chỉ có lõi này. À lõi là cái là ngon nhất đúng không chú? À, lõi là ngon nhất. Đây chú đang lọc ra ha. Đây máy nó quay đoạn cuối nó không phải được thì phải. Dạ. Một tháng vậy là nhà chú có nghỉ ngày nào không chú? Có kiểu ngày lễ, ngày Tết này Tết thôi. Dạ, lễ Tết mới nghỉ thôi. Dạ. Công việc thì đi nghỉ. Dạ. Còn ngày nào cũng có hết. Ở trên này con thấy có hành trẻ ha. Hành trẻ, hành lá, hành tây. À, hành trẻ, hành lá, hành tây trên cái rổ này quý vị. Thưa quý vị, đây là cái gọi là cái thúng bánh phở này, à, quý vị thấy. Cái này là thúng bánh phở nha. Này là cái nồi nước lèo rất là thơm luôn này. Ở trong này thì thấy là có tỏi, hành nó nổi lên trên á, nước lèo rất là thơm. Bên này có một cái nồi nước trụng bánh phở. Trụng xong thì sẽ cho vào đây và đưa vào chén luôn để làm cho khách này. Bên trong thì chú đang thái thịt bằng máy. Cái này là mình ninh nước lèo đúng không em? Vâng. À, cái này ninh nước lèo. Đấy, đang ninh nước lèo đấy quý vị. Cái nồi to này ninh bằng cái xô nồi rất là lớn quý vị. Nồi trong này toàn xương không này. Nước lèo này là mới chất lượng này, tinh từ xương bò. Cái này là xương sườn này quý vị. Đây là nhét cà phê này là. Có xương sườn đúng không? Là xương sườn. Rồi chúng ta lại đây xem anh múc nước lèo vào cái tô phở này. Đấy. Nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Rất là thơm luôn. Đây là ngoài Hà Nội á, ăn phở thì không thể thiếu quẩy được. Ở đây có bánh quẩy nữa. Cái này là bán mang về à anh? Váng mỡ quý vị. Quý vị nào mà muốn ăn nước trong thì sẽ bảo anh lấy nước trong nhé. Cô tặng cái này. Là 2 suất mang về làm nước chưa? Chưa có nước à? Gầu giòn, ba cái ba thứ trong này. Đây, lõi gầu giòn. Ừ.
biệt, đặc biệt nhất là 75 đúng không anh? Đặc biệt là 80, đặc biệt nhất là 80. Tôi đặc biệt nhất ở đây là 80 nha quý vị. Cái nồi lớn bên kia nha quý vị. Nên nồi lớn bên đó xong là được cô sẽ múc vào cái nồi này để bán. Đây là Kiên thấy là có một cái bát tủy đúng không chú nhỉ? Tủy. Tủy này thì trong cái phần nào là có cái này chú, đặc biệt đúng không chú? Cột sống ấy. À, không phải, có nghĩa là trong cái bát đặc biệt là có cái... Bát đặc biệt thì có. Có không chú? À, lát nữa là chú làm cho con một cái bát 80 nhé. Bát đặc biệt đấy. Đặc biệt 80. Đấy. 80 là gồm bao gồm có những gì trong đó chú nhỉ? Vân này, yến này, yến tim này, tủy này. Dạ. Coi như mỗi thứ... Mỗi thứ ít. À, thập cẩm đấy. Đạm, gầu, chín, tái, lõi. Yeah. Đủ hết. Chú làm được con một cái bát 80 nhé. Làm được con một cái bát 80 nhé. Dạ. Đấy, bát 80 là đầy đủ hết. Mình ăn cái bát đó mình cảm nhận. Cái này chú đang thái nạm. Bác ăn xeo với lại mấy cầu thủ Việt Nam mà ăn ở đây là chú biết được bao nhiêu lần rồi chú nhỉ? Chả nhớ đâu. À. Nhưng mà có dịp là ra đây đúng không? Có dịp là ra. À, có dịp là ra là ăn. Giờ này chắc đang bận ở đâu? Dạ. Không, giờ này thì huấn luyện viên bác xeo là nghỉ phép về quê rồi. À. Về quê mừng thọ cho mẹ già. Về Hàn Quốc. Về Hàn Quốc rồi. Con nghe báo biết vậy rồi. Con biết vậy. Quán của mình thì nằm ngay ở phố cổ, tôi thấy là khách du lịch cũng nhiều chú ha. Có du lịch ăn nhiều lắm. Chắc là ở Sài Gòn ra đây ăn nhiều không chú? Sài Gòn đi vô. Dạ. Sài Gòn nhiều, khách du lịch nhiều nhưng mà... Khách Sài Gòn nhiều ha. Cứ mỗi lần ra là phải nói chung là thưởng thức. Còn vừa ăn vừa chụp ảnh quay phim. Dạ. Chia sẻ cho mọi người biết ở ngoài này là có quán ngon chứ ha. Tại vì nhiều người cũng đi ra mà cũng không biết ăn chỗ nào mà chú. Tìm chỗ ăn ngon. Dạ. Đây là mình biết thì mình chia sẻ. Muốn tìm chỗ ăn ngon. Dạ, muốn tìm chỗ ăn ngon thì cứ lên kênh Sài Gòn Travel. Đây, cái này là đang cho xương mới vào để ninh nước lèo rồi quý vị. Một lần ninh là bao nhiêu ký này à em? Chắc cũng khoảng mấy chục ký ha. À. Này ninh trong bao lâu là được? À, cứ sôi là được đúng không? Đây thế là cái xương sườn, xương cột sống của nó. Tủy. Cái này là mình cứ luộc sơ sơ sôi ấy là mình bỏ vào đây mình ninh ha. Cho nó mất cái nước.
nước đầu đi ha. Vâng. Ừ vậy. Vậy là trần xương. Trần xương á. Trần qua đi cho nó sạch á. Vâng. Nó sạch thì mất cái nước đầu đi rồi bắt đầu bỏ đây ninh. Ninh một ngày. À. Cái nước đầu này là bỏ nha quý vị, nước đầu này là bỏ. Đấy, nước này là bỏ gì? Có lấy cái nước này thôi này. Đấy. Đầu giờ mới ninh cái nồi này, ninh cái nồi này mới lấy nước đây này. Đây, cô mới làm cái chén trứng này. Một chén vậy là 2 trứng. 7.000 một chén. Một chén trứng này là bao nhiêu cơ nhỉ? Trứng là 7.000 một chén. Dạ. Máy không thái được hả chú? Phải hình thành khối cho máy đỡ trượt. À, mình cắt cho nó thành cái hình nhá. Cho cái nào dư rồi là cắt đi để bỏ máy cho nó thái. Sợi phở ở đây thì thấy là sợi này là cái sợi phở vừa ăn rồi này quý vị ha, không có to quá mà không nhỏ quá này. Ở đây có hành thì có hành trẻ này, hành tây này, hành lá này. Rồi đầu tiên là mình sẽ chưa bỏ chanh, chưa bỏ gì hết thì mình sẽ thử cái nước lèo. Thử cái nước lèo trước nhé. Cái nước lèo đây thì thấy là nó hơi có một chút xíu váng mỡ ở phía bên trên. Nó trong trong quý vị. Đấy, nước lèo rất là trong ha. Cô này thì đầy ác thịt luôn ha. 80.000 thì nghĩ là cũng xứng đáng thôi. Tại vì rất là nhiều thịt ha. Làm thử nước lèo nhé.
Cái lèo đấy á, Tiên chưa bỏ cái tứa hay gì hết, nhưng mà mình thấy là nó có một cái vị ngọt tự nhiên, ngọt từ hầm xương này ha. Ngọt từ hầm xương, thơm mùi hành, thơm mùi hành, một cái vị cái vị nước lèo mình thấy là rất là thanh ha, không có bị gắt. Nước lèo rất là ngon. Bây giờ thì mình sẽ cho tương ớt vào nhé. Tương ớt này thì rất là cay, nếu mà ai ăn được cay thì mình sẽ cho nhiều nhé, còn ai không ăn được cay thì mình cho ít thôi. Này quán bảo là nước lèo này là siêu cay luôn đấy, cho nhiều quá ăn không được. Và đây chanh đây, này mình sẽ vắt một miếng chanh cho nó, này bỏ vào thùng rác nhé. Từng ớt này quý vị lưu ý là ai ăn được cay hãy bỏ nhiều nhé. Cho em đĩa quẩy đi chị. Mình nghĩ là mình bỏ hơi nhiều tương ớt rồi, không biết được có cay không á, nhưng mà ăn cay nó mới ngon. Rồi cảm ơn anh. Đây, ăn phở Hà Nội là không thể thiếu quẩy đúng nhé. Mình sẽ cho thêm quẩy vào. Quẩy này á, mình cho thì mình ăn liền thì nó giòn, nếu mà mình để nó ngấm cái nước phở thì nó sẽ mất giòn đi. Rồi, mời quý vị. Cái bánh phở ăn nó rất là mềm, mình bỏ vào miệng thôi, không cái cảm giác là nó tan tan trong miệng. Này là cái lõi này, cái này ăn nó sẽ nó giòn, nó giòn mà ngọt quý vị. Gân nhá. Cái gân thì mình có, mình thấy là nhìn cái gân mình thấy hấp dẫn ha. Này. Gân thì ăn nó mềm mới còn giòn, ngọt. Đây là miếng nạm gầu này, nạm gầu. Miếng nạm gầu thì nó sẽ có cái mỡ bên ngoài, bên trong là nạm, nó kiểu ba chỉ đấy, nó giòn nó ngọt, nó dai dai. Lợn đi ăn đấy. Dạ. Ăn đi. Cái lõi này, lõi. Miếng này là miếng sốt vang. Miếng này là sốt vang quý vị.
bạn thấy cái miếng cốt vàng này hấp dẫn không? Đó. Wow, ăn nó mềm nó tan luôn á, rất là thơm, đã béo không? Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.